giờ đó. Lúc nãy qua tôi cái mặt qua tôi. Chị dơ hả? Hả? Ủa? Em nói em chưa vô nè. Chưa vô. Thôi anh chưa mua được chưa? À, đánh em đó. Ủa? Đánh em nè. Để chưa tôi cái tội dám đánh thôi. Em anh Lâm. Anh gọi điện cho em cả buổi chiều mà. Em để điện thoại trên bàn, dọn dẹp nên không để ý. Em tới đây làm gì vậy? Em tới để thăm ba anh. Lần sau trước khi em tới đây phải gọi điện cho anh biết. Ờ, Lâm à, đây không phải là chuyện của mày. Làm gì đó? Bình thường nó không khóa, sao hôm nay nó lại khóa? Cuộc chiến vô nghĩa 19:45 hàng ngày từ ngày 21 tháng 10 độc quyền phát sóng trên SCTV 14.